Việt Nam công bố ghi nhận 15.218 ca nhiễm mới, 207 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Một tuần qua, Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 mới trong ngày. Vì sao vậy? Đà Nẵng phát hiện chùm ca Covid-19 ở chợ đầu mối Hòa Cường. Bình Phước lên kế hoạch cho học sinh học trực tiếp từ đầu năm mới. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh trở lại trường học. Thế giới ghi nhận 279,9 triệu ca mắc, 5,4 triệu ca tử vong do Covid-19. Tại sao bạn cảm thấy buồn chán vào mùa đông? Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của Bản tin Sức Khỏe, cập nhật sáng ngày 27 tháng 12. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, Việt Nam công bố đã ghi nhận 15.218 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 15.182 ca nhiễm trong nước ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố. 207 ca tử vong. Các ca tử vong phát sinh trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, An Giang 24, Tiền Giang 16, Tây Ninh, Đồng Nai đều 15 ca, Vĩnh Long 13, Đồng Tháp và Kiên Giang đều 12 ca, Bình Dương 9, Sóc Trăng 8, Bến Tre và Cà Mau đều 7 ca, Cần Thơ 6, Trà Vinh 5, Bình Định và Bình Thuận đều 4 ca. Hà Nội và Long An đều 3 ca, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 2 ca, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bạc Liêu đều 1 ca tử vong. Số ca nhiễm mới phát sinh trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau: Hà Nội 1910 ca mắc mới, Tây Ninh 928, Vĩnh Long 889, Bình Định 800, Đồng Tháp 781, Khánh Hòa 763, Cần Thơ 715.

Phú Thọ 52, Hậu Giang 42, Bình Phước 40, Bắc Giang 40, Ninh Thuận 39, Lạng Sơn 35, Quảng Trị 35, Thái Nguyên 27, Hòa Bình 26, Cao Bằng 24, Sơn La 19, Hà Tĩnh 15, Yên Bái 15, Lai Châu 8, Lào Cai 7, Tuyên Quang 6, Điện Biên 4, Bắc Cạn 3 và Phú Yên 2k. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.645.120 ca nhiễm. Trong đó, 1.248.240 ca đã khỏi bệnh, 371.307 ca đang phải điều trị và 31.214 người đã tử vong. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Một tuần qua, Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 mới trong ngày, vì sao vậy? Kính thưa quý vị, trong 7 ngày liên tiếp từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12, thủ đô Hà Nội ghi nhận tổng cộng 11.869 ca nhiễm COVID-19 mới. Vì sao F0 ở Hà Nội lại tăng cao, liên tục lập đỉnh như vậy? Mầm bệnh đã ở trong cộng đồng. Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nguyên nhân số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao là do mầm bệnh đã ở trong cộng đồng, các hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách. Ngoài ra, theo bà Hà, Khí hậu mùa đông xuân cũng là điều kiện thuận lợi để virus phát triển. Ca chuyển nặng tăng. Đến sáng qua ngày 26 tháng 12, số ca chuyển nặng tại Hà Nội là trên 330 ca, tăng nhiều hơn ngày 25 tháng 12 trên 40 ca. Số ca tử vong cũng đang trong xu hướng tăng lên, cao điểm nhất là ngày 20 tháng 12 đã ghi nhận 8 ca tử vong, trong khi trước đây nhiều ngày Hà Nội không có ca tử vong. Theo số liệu của tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quốc gia, thủ đô Hà Nội ghi nhận 108 ca tử vong từ đầu mùa dịch, chiếm tỷ lệ 0,3% trên số ca mắc, thấp hơn nhiều tỉnh thành. Trong khi thủ đô Hà Nội đang ở trong nhóm 10 tỉnh thành có số ca mắc mới, số đang điều trị, số ca chuyển nặng cao nhất cả nước. Cấp thêm thuốc điều trị F0 Sau khi xác định dịch bệnh ở cấp độ 3, màu cam, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ đã điều chỉnh biện pháp chống dịch, dừng ăn uống tại chỗ, Trước đó, quận Đồng Đa và quận Hai Bà Trưng cũng đã thắt chặt các biện pháp nói trên. 6 quận, bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ đã quyết định cho học sinh ngừng đến trường kể từ ngày 27 tháng 12 do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước đó, Hà Nội có hai quận, Hai Bà Trưng và quận Đồng Đa cũng chuyển từ vàng sang cam. Học sinh đã phải ngừng đến trường. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, số lượng thuốc điều trị mà Bộ Y tế cung cấp cho thủ đô chỉ đáp ứng được một phần và trong thời gian ngắn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị với Bộ Y tế hỗ trợ thêm thuốc điều trị kháng COVID-19 cho thành phố. Đến tối 23 tháng 12, Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, Bộ Y tế đã cấp thêm cho Hà Nội 200.000 viên thuốc Monopiravir 200mg và yêu cầu khẩn trương cấp phát cho các F0 đủ điều kiện. Phải hết sức bình tĩnh. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ Online vào sáng 26 tháng 12, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học Truyền máu Việt Nam cho biết, khi chúng ta bước qua giai đoạn sống chung với dịch bệnh thì số ca nhiễm mới tăng là điều tất yếu. Ông khuyến cáo người dân hết sức bình tĩnh, không hoảng loạn, bởi số ca nhiễm tăng là xu hướng chung của tình hình dịch bệnh COVID-19 của thế giới thành phố nên đặc biệt quan tâm tới các trường hợp F0 quản lý tại nhà, không bỏ rơi họ, phải hướng dẫn, sát sao điều trị, quản lý, động viên để các F0 không chuyển nặng. Ông Chí nói thêm. Chuyển sang tình hình tại Đà Nẵng. Đà Nẵng phát hiện chùm ca COVID-19 ở chợ đầu mối Hòa Cường. Trong số 116 ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng thì có 43 ca cộng đồng, trong đó có 7 tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường. Chiều 26 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 116 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 4 ca đã cách ly tập trung, 47 ca cách ly tại nhà, 22 ca trong khi phong tỏa và 43 ca nhiễm cộng đồng. Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm cộng đồng có 7 ca là tiểu thương của chợ đồ mối Hòa Cường thuộc quận Hải Châu, phát hiện qua lấy mẫu tiểu thương. Ngành y tế nhận định, có 79 trên 116 ca có khả năng lây lan cho cộng đồng, tập trung nhiều nhất ở quận Sơn Trà với 39 ca. Quận Sơn Trà cũng là địa phương ghi nhận số ca COVID-19 cao nhất với 52 ca, quận Liên Triểu 21 ca, quận Thanh Khê 18 ca. Chuyển sang một diễn biến khác, Bình Phước lên kế hoạch cho học sinh học trực tiếp từ đầu năm mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch cho học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại kể từ đầu năm 2022 sau thời gian phải học trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19. Theo kế hoạch vừa được ban hành, thời gian trở lại trường của học sinh được chia làm 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2022, tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh khối 11 và 12 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2 về dịch bệnh. Giai đoạn 2, kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2022, tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 7, 8, 9 và 10 thuộc địa bàn cấp độ 1 và 2. Giai đoạn 3, từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, căn cứ vào kết quả đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp và tình hình dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước phối hợp với Sở Y tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mở rộng đối tượng tổ chức dạy học trực tiếp cho các khối học còn lại. Chuyển sang một diễn biến có liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh trở lại trường học. Cuối tuần này, thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc 2 tuần thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Trong tuần tới, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp, rút kinh nghiệm và báo cáo tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố về lộ trình tiếp theo từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 trở đi. Trong thời gian này, các quận huyện báo cáo kết quả học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trong 2 tuần thí điểm, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị về lộ trình thực hiện dạy học trực tiếp trong giai đoạn tiếp theo. Theo thông tin từ các phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học phổ thông, số lượng học sinh đến trường khá cao, có nơi gần 100%. Công tác phòng chống dịch bệnh ổn định. Đây là một trong những lý do khiến các địa phương chủ động lên kế hoạch cho học sinh trở lại học trực tiếp trong giai đoạn tới đề xuất giảm số lần kiểm tra cho học sinh. Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, cho đến nay, học sinh của nhiều địa phương mới được quay trở lại học trực tiếp một phần và theo cấp độ dịch. Mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo có hướng dẫn giảm tải chương trình và quy định những phần nội dung không đưa vào kiểm tra, tuy nhiên theo nhiều giáo viên, do việc học trực tuyến kéo dài nên việc kiểm tra cũng gây áp lực lớn cho học sinh. Thực tế này đã khiến nhiều thầy cô kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cần điều chỉnh thông tư số 22 theo hướng giảm 50% số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số và bỏ quy định số lần kiểm tra trong mỗi học kỳ thay bằng số lần kiểm tra trong năm học. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 279 triệu 939.177 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 triệu 415.197 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Tại châu Á, Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới COVID trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua. Trong đó, riêng số ca ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây đã tăng hơn gấp đôi. Cụ thể, Trung Quốc báo cáo phát hiện thêm 158 ca lây nhiễm trong cộng đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020. Trong đó có 155 ca ở thành phố Tây An, tăng so với 75 ca ghi nhận trước đó một ngày. Địa phương với 13 triệu dân này đang là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đại lục và bước vào ngày phong tỏa thứ tư. Nếu tính cả các ca nhập cảnh, Trung Quốc có 206 ca mắc mới COVID-19 được báo cáo, tăng so với 140 ca trong ngày 24 tháng 12, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 101.077 ca, trong đó có 4.636 ca tử vong. Lào cũng ghi nhận thêm 851 ca mắc mới, đều là lây nhiễm trong cộng đồng tại 18 tỉnh thành phố và 8 ca tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế Lào, sau 6 ngày liên tục ghi nhận ở mức 4 chữ số, đây là lần đầu tiên số ca mắc mới giảm xuống mức 3 con số, giảm 156 ca so với ngày 25 tháng 12 thủ đô Viêng Chăn của Lào cũng ghi nhận số ca nhiễm cộng đồng giảm 177 ca so với ngày 25 tháng 12, nhưng vẫn đứng đầu cả nước với 323 ca mắc mới. Như vậy, cho đến nay, tổng số ca nhiễm COVID tại Lào là 106.231 ca, trong đó có 325 ca tử vong. Chính phủ Lào hiện đang thúc đẩy chương trình tiêm chủng cho người dân, tiêm mũi tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế, công an, bộ đội, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh đã được ban hành. Tại Nhật Bản, tỉnh Aichi, miền trung nước này đã phát hiện thêm hai ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, đó là một bé gái tuổi vị thanh niên và người mẹ. Cả hai người này trong thời gian gần đây không ra nước ngoài. Theo thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura, hiện chưa rõ con đường lây nhiễm. New Zealand đã phát hiện thêm 7 ca nhiễm biến thể Omicron trong hai ngày vừa qua là những ca nhập cảnh nâng tổng số các nhiễm biến thể mới ở nước này lên 45 ca. Trong hai ngày vừa qua, New Zealand cũng ghi nhận thêm 136 ca mắc COVID-19, trong đó có 126 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 10 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID ở nước này lên con số 13.485 ca. Theo Bộ Y tế New Zealand, 91% người dân đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19. Tại Trung Đông, Palestine thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể mới Omicron tại giải Gaza. Bệnh nhân là một công dân bị nhiễm Omicron trong vùng lãnh thổ duyên hải này. Điều này có nghĩa là biến thể Omicron đã xuất hiện ở Gaza và đang lây lan trong người dân nơi đây. Việc phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đã ra một thách thức mới cho hệ thống y tế kém phát triển ở giải Gaza. Cho đến nay, Gaza với 2,2 triệu dân ghi nhận 189.837 ca mắc COVID-19 và 1.691 ca tử vong. Tại châu Âu, chính phủ Đức đã quyết định hoãn mục tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 tới cuối tháng 1 năm 2022. Theo số liệu của Viện Robert Koch RKI, trong vòng 24 giờ qua, tính tới sáng 26 tháng 12 theo giờ địa phương, AKI đã ghi nhận 10.100 ca mắc mới và 88 ca tử vong do Covid-19. Tỷ lệ số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua là 220,7 tính trên 100.000 dân. Tỷ lệ nhập viện trong 7 ngày qua là 4,55 tính trên 100.000 dân. Tính từ khi đại dịch bùng phát, Đức đã ghi nhận gần 7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 110.364 ca tử vong phần cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Vì sao bạn cảm thấy buồn chán vào mùa đông? Của tác giả Brandon Ligrica đăng trên trang ET Việt Dối loạn cảm xúc theo mùa là một biểu hiện nghiêm trọng của chứng buồn chán vào mùa đông Nhưng sự lạnh lẽo và u ám có thể gây ra nhiều tác động tinh tế hơn Ba cách tự nhiên sau đây sẽ giúp bạn vượt qua chứng buồn chán trong mùa đông tại Đan Mạch. Khái niệm phong cách sống hay girl được đưa ra nhằm mục đích tạo bầu không khí ấm áp và dễ chịu trong khoảng thời gian này thông qua ánh nến, trò chuyện vui vẻ và các hoạt động trong nhà. Mặc dù chúng ta không có khái niệm chính thức như vậy ở Hoa Kỳ, nhưng cũng có một số chiến lược nổi bật mà đa số người Mỹ có thể tiếp cận được. Đây là khoảng thời gian lạnh nhất và ít ánh sáng nhất trong năm ở Bắc Bán Cầu. Chúng ta ăn mừng và vui vẻ đón những dịp lễ. Nhưng ngày đông chí vào hôm 21 tháng 12 đã qua, nhắc nhở chúng ta rằng phía trước là một mùa đông ảm đạm. Thứ nhất, ánh sáng. Đầu tiên là cần thắp sáng không gian sống trong khoảng thời gian mùa đông u ám này. Bạn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như đốt nến, đốt củi hoặc dùng khí đốt. Ánh sáng và sự ấm áp từ ngọn lửa có thể giúp xua tan cảm giác buồn chán trong mùa đông lạnh lẽo. Khi lửa không phải là một lựa chọn thích hợp, bạn có thể chuyển sang đèn LED với ánh sáng nhấp nháy, có khả năng làm ấm một cách đáng ngạc nhiên. Tôi không chắc rằng bộ não của chúng ta có thể nhận ra được sự khác biệt giữa khả năng bù đắp nhiệt lượng bị thiếu trong mùa đông của hai cách thức hay không. Một lựa chọn khác là treo dây đèn Giáng sinh trong nhà và sử dụng quanh năm. Trong ngôi nhà của chúng tôi, chúng tôi đã lắp những chiếc đèn màu da cam hoặc đỏ trong căn phòng ngủ và ở giữa hành lang để có được ánh sáng dịu nhẹ với gam màu sắc ấm áp giống như ánh lửa, nhưng không làm gián đoạn sự gia tăng melatonin vào ban đêm, giúp chúng ta thư giãn trước khi đi ngủ. Ánh sáng trắng từ màn hình thiết bị điện tử và ánh sáng chiếu trên đầu sẽ gây kích thích và có thể cản trở nhịp ngủ lành mạnh. Điều đó không có nghĩa là ánh sáng trắng không tốt cho sức khỏe. Chúng ta cần ánh sáng trắng với một liều lượng lành mạnh vào buổi sáng cho đến giữa trưa để giúp thiết lập nhịp sinh học và điều chỉnh các hormone như cortisol. Tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo vào buổi sáng chính là một liệu pháp được ưa chuộng đối với những người bị rối loạn cảm xúc theo mùa. Thứ hai, sức nóng. Chiến lược tiếp theo là làm tăng nhiệt độ cơ thể để chống lại sự lạnh giá của mùa đông. Trường nóng bên ngoài chính là một liệu pháp y tế hay còn gọi là tăng thân nhiệt, được thực hiện thông qua nhiều hình thức, bao gồm tắm nước nóng, trường nóng hoặc sông hơi. Tại Trung Hoa cổ đại, các thầy thuốc Đông y đã thu hoạch, bào chế và nén sợi thành các điếu từ cây ngải cứu để đốt lên bên trên các vùng trên cơ thể nhằm tạo ra độ ấm. Trong liệu pháp cứu ngải này, các vùng cơ thể lớn cần sử dụng một nắm nhỏ ngải cứu, còn các huyệt đạo cụ thể chỉ cần hạt nhỏ ngải cứu. Liệu pháp cứu ngải có hiệu quả nhưng lại sinh ra nhiều khói. Đèn sưởi hoặc đệm sưởi mang đến giải pháp tiện lợi hơn nhưng cũng có nhược điểm nhất định. Đèn sưởi hoặc đệm sưởi không khói bụi nhưng lại tạo ra một trường điện tử có hại. Tốt hơn hết, bạn nên chườm một chai nước nóng hoặc đèn sưởi hoặc miếng đệm ấm rồi rút phích cắm điện trước khi chườm lên cơ thể. Tắm nước nóng cũng có tác dụng làm nóng cơ thể rất tốt và cho phép bạn sử dụng thêm muối hoặc dầu tắm trị liệu. Baking soda và muối Epsom làm Maje Sunfast chính là những liệu pháp bổ sung tuyệt vời. Baking soda có tác dụng tẩy rửa mạnh mẽ và làm cho nước tắm có tính kiềm. Tôi khuyên bạn nên sử dụng một cốc. Đối với muối Epsom, cung cấp một lượng khoáng chất rắn. Tôi thường thêm hai cốc vào nước tắm nóng và ngâm mình trong 20 phút. Dầu tắm chính là một liệu pháp bổ sung dễ chịu khác. Loại yêu thích của tôi chính là dầu Chu Botanica, kết hợp với tinh dầu hữu cơ và sinh học, với các khoáng chất vi lượng từ các loại đá quý, chữa bệnh. Nếu bạn đang chuẩn bị đi tắm, bạn cũng có thể chiều chuộng bản thân với những loại dầu tắm này. Chiến lược cuối cùng là sông hơi. Nghiên cứu cho thấy, thải độc đứng đầu trong danh sách những lợi ích của việc sông hơi nhờ khả năng tăng thân nhiệt để giải phóng các chất độc hại chẳng hạn như kim loại nặng và dược phẩm tập thể dục giúp tăng tuần hoàn máu và tạo ra mức nhiệt lượng đủ để tiết mồ hôi ngay cả khi ở nhiệt độ lạnh hơn tắm nước nóng cũng khiến ta đổ mồ hôi mặc dù chúng ta khó nhận biết được khi đang ở trong nước những hạt mồ hôi trên chán khi tắm cho thấy bạn đang tiết mồ hôi và nhận được nhiều lợi ích về sức khỏe phương pháp tiết mồ hôi hiệu quả nhất chính là sông hơi có nhiều loại hình khác nhau từ phòng sông hơi khô kiểu phần lan truyền thống và phòng sông hơi ướt dành cho người mỹ bản địa đến phòng sông hơi ướt và phòng sông hơi khô bằng tia hồng ngoại hiện đại tất cả các phương pháp này đều hiệu quả vì vậy khuyến nghị chung của tôi là hãy sử dụng những gì bạn có thể tiếp cận được tất cả đều sẽ giúp tiết ra mồ hôi đáng kể khi được thực hiện một cách thích hợp nếu đang có ý định xây một phòng sông hơi khô để sử dụng tại nhà bạn có thể cân nhắc phòng sông hơi khô bằng tia hồng ngoại phương pháp này giúp thâm nhập sâu hơn vào mô đẩy nhanh quá trình giải độc phòng sông hơi hồng ngoại giúp tạo ra nhiệt thông qua các bước sóng hồng ngoại ngắn trung bình hoặc xa với khả năng cung cấp tốt nhất cả ba bước sóng được gọi là nhiệt hồng ngoại toàn phổ bóng đèn led cùng với nến và lò sưởi hai phương pháp điều trị kiểu cũ cho chứng buồn chán vào mùa đông thực sự giúp mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn bằng cách kết hợp phương pháp truyền thống với ánh sáng quang phổ đầy đủ và nhiệt từ các phòng sông hơi khô bạn sẽ không phải chịu đựng một mùa đông lạnh giá và u ám hãy tận dụng một hoặc nhiều chiến lược trong số những chiến lược kể trên và lan tỏa cho tất cả những người xung quanh bạn thưa quý vị. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 27 tháng 12 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.